Rồi chuẩn bị, nó đang chạy, đó. Nguyễn Thanh Tiền với Mai Linh đã, đó Mai Linh nè, này Mai Linh phải không? Đâu có Nguyễn Thanh Tiền không mà, Trương Quyền đâu? Trương Quyền đi 40 đứa ra, mà đi máy bay về hết rồi. Trời ơi. Đấy cái là gần video á, nó kêu đấy. Hả? Nó kêu vô cái là cảm thấy chừng đó như đi chúng như đi á. Rồi bây giờ tiến về sân khấu sẽ chụp hình mà tắm giữ nguyên.